Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một bức tranh thật là dễ thương để dành tặng cho người mẹ kính yêu hoặc cô giáo thân yêu của mình vào các dịp lễ nhé. Cô đặt giấy trắng theo chiều dọc. Trước tiên cô canh chính giữa ở mép bên trái của tờ giấy và xịt vào một chút. Cô đánh dấu bằng một cái chấm. Từ cái chấm này cô vẽ một hình trái tim. Tiếp theo cô vẽ một bạn gái đang ôm hình quả tim này để tặng cho mẹ của mình. Vẽ một nửa vòng tròn ở phía trên hình quả tim để làm khuôn mặt. Hai lỗ tai hai bên. Vẽ mái tóc cho bạn. Nối một đường cong từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia để làm phần đầu cho bạn. Vẽ đôi mắt cho bạn bằng một vòng tròn và hai vòng tròn nhỏ màu trắng ở bên trong. Thêm mí mắt và lông mi. Ở đôi mắt này các bạn nhớ tô đen cái vòng tròn bên ngoài. Các bạn cũng có thể vẽ những đôi mắt đơn giản hơn nhé. Vẽ lông mày. Mũi và miệng. Vẽ cổ. Vẽ phần vai nối với hình trái tim. Vẽ cổ áo cho bạn và trang trí cổ áo bằng những hình tròn nhỏ sát vào nhau. Lúc này bạn đang ôm hình quả tim cho nên cô không vẽ phần cánh tay mà chỉ vẽ những ngón tay nhỏ xíu đang ôm trên quả tim này. Cô cho bạn gái này mặc một chiếc váy xòe. Các bạn cũng có thể tham khảo lại ở video trước chủ đề ngày 20 tháng 10 cũng có bạn gái ôm hình quả tim giống như vậy nhé. Thêm những đường gạch ở dưới chân váy. Vẽ đôi chân cho bạn. Vẽ đôi giày. Bây giờ thì cô quay lại vẽ tiếp phần tóc. Cô vẽ hai cái nơ ở hai bên. Từ hai cái nơ này cô vẽ hai bím tóc hai bên cho bạn gái. Và cô đã vẽ xong được một bạn gái đang ôm hình quả tim để tặng mẹ. Tiếp theo thì cô canh và vẽ mẹ. Mẹ thì sẽ cao hơn con gái. Nếu các bạn vẽ tặng cô giáo thì các bạn có thể vẽ đây là cô giáo nhé. Ở đây thì cô chọn vẽ mẹ. Ở phần mái tóc cô cho mẹ là tóc uốn. Cho nên cô vẽ những cái đường cong để làm mái tóc. Tương tự vẽ phần mặt cho mẹ.
vẽ cổ. Vẽ phần vai và hai cái ống tay. Từ hai cái phần vai này, cô vẽ xuống hai đường thẳng song song đến phần eo. Từ hai đường thẳng này, cô vẽ ra hai đường xiên ra ngoài một chút để làm cái váy cho mẹ. Ở cánh tay bên này của mẹ, cô vẽ mẹ đang chạm vào cánh tay của con gái, cho nên bàn tay của mẹ bị che. Cánh tay bên còn lại, cô vẽ hướng xuống dưới. Rồi vẽ bàn tay. Vẽ cái cổ áo cho mẹ. Cô vẽ cái cổ áo của mẹ cũng giống như cổ áo của con gái. Ở phần eo váy đầm của mẹ, cô thêm một đường dây thắt lưng để làm cái điểm nhấn cho cái váy đầm của mẹ. Các bạn cũng có thể trang trí cái váy đầm theo kiểu khác nhé. Thêm những đường gạch ở bên dưới chân váy. Vẽ đôi chân cho mẹ đang quay về hướng của con gái. Vẽ đôi giày. Cô cho mẹ mang một đôi giày cao gót. Giờ thì cô quay lại và hoàn thiện mái tóc cho mẹ. Và cô đã vẽ xong mẹ đứng bên cạnh con gái rồi. Trên hình quả tim mà bạn gái đang ôm để tặng mẹ, cô ghi chữ con yêu mẹ. Chữ yêu cô thay bằng hình quả tim. Các bạn cũng có thể viết những lời chúc để tặng mẹ của mình nhé. Giờ thì cô trang trí thêm cho bức tranh này bằng những hình quả tim nhỏ ở xung quanh. Các bạn cũng có thể vẽ đường mạch đất, vẽ ngôi nhà, vẽ cây cối tùy theo ý thích của các bạn nhé. Và cô đã hoàn thành xong một bức tranh thật là dễ thương để tặng mẹ. Bây giờ thì các bạn cùng tham khảo cách tô màu nhé. Cô chọn màu da để tô phần da trước. Màu hồng cho những chi tiết nhỏ này. Mái tóc bạn gái cô chọn màu nâu đậm, nhưng mà màu nâu đậm này cô nhìn thấy cũng giống như màu đen. Hình quả tim cô cho màu cam đỏ cho nó tươi. Cho bạn gái mặc một chiếc váy màu vàng. Mẹ mặc một chiếc đầm màu cam dạ quang. Ở bức tranh này cô chọn toàn màu nổi không à? Nếu các bạn tô màu nào đẹp hơn thì cũng có thể gợi ý cho cô bằng cách để lại lời nhắn phía dưới nhé. Cô chọn tóc mẹ màu nâu.
màu đỏ và màu xanh lá cho những quả tim xung quanh. Cô dùng màu đen để đồ lại chữ con yêu mẹ. Viền lại cái đôi chân của mẹ sao cho đều. Cô đã tô màu xong cho bức tranh này rồi. Cô chúc các bạn có một bức tranh thật là đáng yêu để tặng cho mẹ hoặc cô giáo của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.